Manotaro Purisada Masarati Sata Dewa Manosana Buddho Phagavati Nati Me Saranang Anyang Buddho Me Saranang Warang Ete Nasa Chawache Nahontu Me Jaya Mangalang Utamange Nawande Hangbada Pangso Warutamang Buddhe Yo Kalito Doso Buddho Kamatutang Mamang Swakato Phagavata Thammo Sanditiko Akariko Ehipasiko Opanajiko Pachatang Verita Puvinyuhi Dinatime Saranang Anyang Thammo Me Saranang Warang Etena Sachawache Nahontu Me Jayamangyalang Utamange na wande hang tham man chadu vi thang warang tham me yo kalito do so tham mo kamato tang mamang subati bano phagavato sa waka sangho uchubati bano phagavato sa waka sangho Nyaya bati bano phagavato sa waka sangho Sami chi bati bano phagavato sa waka sangho Yadidang chattari purisa yugani atha purisa bongala Esa phagavato sa waka sangho Aho neyo paho neyo Dakhineyo Anjarikaraneyo Anuttarang Bunyang Khetang Lokasatinathi me Saranang Anyang Sangkho me Saranang Warang Etena Sachawache Nahontu me Jayamangalang Uttamange Nawandehang Sangkhang Chaduvithottamang Sankhe yo kalito do so sankho kamato tang mamang Wanda mi je di yang sa pang sa patane subati titang Saririka thatu maha buthing buddha rubang Sakalang sada sambuthe athawi sancha doda sancha sahasake Panchasata sahasani namami sirasa aham Te sang tham mancha sang khancha arare Nanamami hang namakara nufawe naham toasabde Ubatawe aneka antaraya piwina santu ase sato Sambuddhe pancha panya sancha chatu visati sahasake dasata sahasani namami sirasa aham te sang dhammancha sanghancha adare nanamami hang namakara nufave naham tvasappe Upadave aneka antaraya bivina santu ase sato Sambuddhe na uttarasate atha chattali Sasahasake visati sahasani namami sirasa aham Te sang dhammancha sanghancha adare nanamami aham Namakara nufawe nahanto sabbe ubadave aneka antaraya bivina santu ase sato sabbe purati maya disaya satta avera sukhi hontu sabbe purati maya nudisaya satta Avera sukhi hontu sabbe dakhina yadisaya satta Avera sukhi hontu sabbe dakhina yanudisaya satta Avera sukhi hontu sabbe panchima
Yadisa yasata awera sukhi hontu sabbe paccima yanudisa yasata awera sukhi hontu sabbe uttara yadisa yasata awera sukhi hontu sabbe uttara yanudisa yasata awera sukhi hontu sabbe upparima yadisa yasata awera sukhi hontu sabbe hetima yadisa yasata awera sukhi hontu sabbe satta awera hontu sukhita hontu nidukkha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dukkha yukkha hontu agogya hontu sampatti samicchantu sukhi attanam pariharantu dukkha patta jani dukkha phaya patta jani phaya soka patta jani soka hontu sabbe pipanino akasatha ca fummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhantu sasanam akasatha ca fummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhantu no garu akasatha ca fummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhantu nyatayo akasatha ca fummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhantu panino akasatha ca fummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhantu no sada idang watano bunyang asawa kaya waha ho untu anagate kale sadhu 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 sadhu. Dạ thầy, kinh văn đã hết xong rồi. Chúng con kính thỉnh sư Minh Tuệ cầm mic để giảng thuyết bài học cho chúng con. Kính thỉnh sư ạ. Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Thăng Thầy Giác. Xin chào ạ. Dạ, con kính lãnh lễ sư ạ. Hôm nay thì dạ, con kính lễ sư ạ. Bài tập số 10 phải không? Quên mất sư, chứ không có coi mà là trên Facebook. Phải không? Bạn cứ sư. Đang học chưa phải sư. Dạ. Dạ, bài 10 nâng cao. Dịch từ Việt sang Bali phải không sư? Vì sang Bali mà hôm trước lớp sửa hết rồi, nhưng mà hôm nay chưa thấy anh Nga cắt khánh vào mà sao mà sửa được đây, mẹ sửa lại. Dạ. Hôm trước nhưng sửa phần sư sư khánh là dạ sư con vô rồi sư anh bót bài lại cái bài sửa hôm trước đi để sửa lại cho lớp rồi học tiếp bài nữa. À, đây là phần phần bài sửa số 10 của lớp hôm trước.
dịch câu số 1. Câu số 1 mình có gì? Có những con sâu mình trắng, đầu đen đang bò từ hai chân của Bồ Tát Di Thập Hát. Giờ ở đây nó dạng là động từ có, cho nên cho chỉ có nó một đi. Những con sâu là hai, mình trắng là ba, đầu đen là bốn, đang bò là năm. Trên đang bò trên, trên hai chân là sáu, của Bồ Tát là bảy. Chỉ là có ở đây là số số bảy. Những con sâu, những con sâu này, cái đầu trắng, đầu đen, mình trắng đầu đen mình có thể viết hai cái tính từ trước cũng được, hoặc mình xem cái trước cái sau thì cũng được. Cái này thì ở đây người ta biết cái chữ Setaka giác. Bây giờ những con trâu mình cho nó số 2 đi. Mình trắng số 1, đầu đen số 3, đang bò thì ở đây mình nó số 6. Đang bò trên hai chân, người ta nói trên bò trên hai chân, như vậy mình phải sử dụng cái gì mới trên hai chân được? Sử dụng cái gì mới xài cái chữ hai chân này được? Phải thưa sư. Đây mình xài chữ pa đê hí thì nó không được rồi. Tại pa đê hí là gì? Là một là cách thứ năm, hai là cách thứ ba, nhưng mà cách thứ năm là từ hai chân. Nếu mà cách thứ năm thì, cách thứ ba thì bằng hai chân, cho nên mình xài vậy nó không được. Còn ở này người ta nói là trên hai chân, là người ta diễn đạt khác nhau, mình phải viết lại câu khác chứ mình không thể viết giống cái câu mà câu trước được. Cho nên ở đây mình sử dụng cái chữ upari, upari, anh biết cái chữ upari, biết sau cái chữ chân này nè. Upari, rồi chữ pa đê hí xài chữ là pa đê xuống, bò trên hai chân trước với từ upari. Thì nó là cách xin lỗi, cách số 6, ba đi sang, ba đi sang, bò trên hai chân. Vậy thì cái chữ duy hí đó mình phải sửa lại. Giờ duy hí ở đây mình phải sửa lại làm sao nè? Tại bài này như là bài số đếm phải không? Bây giờ cái chữ số 2 mà chia ở cách thứ 7, chia cách thứ 6 mình chia làm sao số nhiều? Ai nhớ? Đuôn năng đó sao? À, đuôn năng, đúng rồi. Đuôn năng anh Khánh, chữ đuôn năng. Đuôn mà hả? Đuôn. Đuôn, đuôn năng. Đuôn năng. Quý đó bây giờ sửa lại thành nguyên, nguyên năng, một chữ chữ nắng nữa, nguyên năng, rồi của Đức Bồ Tát, đó là câu số a, câu số một. À, thưa sư cho con hỏi, thế mà không dùng mà duy số, ba đê số được hả thưa sư? Hỏi chủ ba đi, thí dụ một bò lên hàng trên hai chân á, dùng duy số hay ba đê số? Khỏi dùng upari. Cách thứ 7. Này
đó mà nó giống như là cái cách sử dụng ta hát với lại sách thiên gì đó. Thay vì mình không sử dụng ta hát sách thiên thì mình sử dụng cách thứ ba cũng được. Mà cái cấu trúc văn thì nó không giống như nó có trình độ hơn. Tại vì nó có cái trình độ cao hơn. Tại nếu mình sử dụng upari thì mình phải nhớ nó là cái trước chữ upari đó nó là phải cách mấy. Do vậy nó tức là cái trình độ văn của nó khác hơn. Cái chia thì nó hơi là thông thường. Khi mà upari nghĩa là sao sư, khi nào mình nên dùng chữ upari? Thì nó upari là nó ở trên thôi, nó gì là trên thôi. Ủa như thưa sư, nhưng mà ba cái chữ ba đá cái chân á, nó phải là ba đa xăng hả sư? Nó a xăng mà nếu mà có sáu thì số nhiều nó là a xăng a năng. À, buổi sa năng là a năng chứ. A năng anh Khánh sửa lại chữ a năng, ba đa xăng. Ba đa năng mới đúng chứ. Ba đa năng. Thứ hai nó sẽ dùng hỏi á. Chữ a cái mi á sao không dùng trước, sử dùng sau chữ Kanha Sisa phải dùng giữa. Thế đặt sau cái câu tại gì? Những câu sau mình trắng đầu đen. Mà viết vậy thì nó có theo thứ tự thưa sư? Cái thứ tự này nó đâu có bắt buộc là mình phải viết là bắt buộc là 100% ở trong cái cấu trúc Pali, nó đâu có phải bắt buộc như vậy. Nó quan trọng là mình chia cái cách cho nó đúng thôi. Tức là nếu mà nó đóng vai trò là tính từ thì phải đồng tính đồng cách, đồng số với danh từ là được rồi. Cho nó đâu phải là bắt buộc là nó phải đứng trước hoặc là đứng sau, nó có cố định vậy. Còn mình lại viết theo cái lối văn của mình, nên lúc nào mình cũng muốn nó trước. Nên vậy vậy ở trong cái lối văn của Billy nó không có gì. Tức là nó có thể thay đổi đứng trước hoặc là đứng sau, không sao cả. Dạ. Thưa sư, cho con hỏi xê tá với lại ô đa ta. Ô đa tá cũng hai cái đều là trắng, vậy khác nhau làm sao đó thưa sư? Ô đa tắc thì cái tắc này thường sẽ sử dụng cho cái chữ màu xanh vàng đỏ trắng gì đó. Ô đa tắc thì sử dụng cho ví dụ ô đa tắc bát xanh nát mặc y phục màu trắng gì đó, thường sử dụng vậy chứ. Nhưng mà chưa thấy phân biệt khác nhau làm sao. Tôi tư hiểm nó là sử dụng được hai trường hợp là sử dụng chữ xe tác này, chữ xe tác ca giác này, chữ này thì sử dụng theo trong kinh tăng chi bộ. Còn chữ ô đa tác hôm trước các cư sĩ áo trắng đó, các cư sĩ áo trắng đó thì sử dụng về chữ ô đa tác thì ở trong đó cũng là trong kinh tăng chi bộ, tức là sử dụng ở hai trường hợp. Yeah. Hai từ nó có thể là nó là hai từ nó có cùng nghĩa thôi. Yeah. Không có gì. Mấy chữ đó đều là thấy là thông tin sử dụng hết. Những cư sĩ áo trắng, ví dụ ở đây là những cư sĩ áo trắng nè. Những cư sĩ áo trắng ở bốn giây cấp sẽ quy y tam bảo. Tại cái mấy cái này có ở trong kinh, cho nên các từ ngữ này phần lớn là sư lấy lại ở trong kinh hết, để sau này mà mình có đọc kinh đó mình thấy dùng gặp những đoạn này mình có thể xem lại cái chữ Bali để mình đối chiếu. Một số thứ tự là cũng được sư giữ lại, ví dụ như là cái trường hợp xe tác ca giá canh hát si sát thì không biết theo cái của mình từ trước đến nay là hay viết theo thứ tự là tính từ phải viết trước gì đó, trong văn bản gốc họ không có viết vậy, cho nên một số thứ tự sẽ không muốn giữ lại để sau này các thứ mà mình có thể đối chiếu lại với các bản Mali thì mình cũng thấy là bản này người ta cũng viết giống vậy để mình không có lạ. Sau này đến khi mình học cao nữa, ví dụ đến khi mình học quyển 3 rồi mình xem vào trong kinh điển thì nó cũng không có thứ tự gì. Quan trọng là các tử có nhìn được cái đó nó là từ kia ở cách mấy, là danh từ nam tính, nữ tính, trung tính, nó lại gì là tính từ, là danh từ,
là các loại thân từ, chứ nó không có là chờ theo thứ tự giống như mình cái cách mà mình học cơ bản, nó không phải vậy. Cho nên mình phải tập làm quen cái cách nhìn vào từ ngữ. Khi mình biết nghĩa nó rồi thì mình phải chọn ra cái nào là danh từ, cái nào là tính từ, rồi nhìn cái cách nó coi nó được chia ở cách nào. Mình phải tập nhìn như vậy chứ không có còn là tập nhìn theo cái thứ tự giống như là học lúc mới học được. Đến khi học quyển ba các tự mình sẽ thấy khó, nó rất là khó. Nhưng mà mình cũng cố gắng học, hy vọng học ở trên đây thì mình có thể học được. Ai theo kịp thì mình theo, còn ai theo không kịp thì mình cứ học lại lớp 1, lớp 2 gì đó học lại. Những cư sĩ mà áo trắng ở 4 giai cấp sẽ quy y Tam Bảo. Về những cư sĩ cho số 1 đi, à, một phần đi. Áo trắng là 2. À, mặc áo trắng là 2. Ở 4 giai cấp là 3. Sẽ quy y Tam Bảo, cái này nó một cái cùng, nó đi cho mình lấy nó là 1 thôi. Về những cư sĩ áo trắng thì cho nó số, những cư sĩ áo trắng ở đây thì chỉ là những cư sĩ phải biết nó ở cấp số, ở 4 giai cấp mà. Cái 4 giai cấp này mình phải chia nó là 1-2 phần nữa anh. 4 là 1, giai cấp là 1 nữa mới được. Tại mình học số đếm rồi cho nên mình tập chia số đếm cho nó quen. 2, 3, 4, 5. Bây giờ như vậy thì những cư sĩ ở đây cho nó là số 4 đi. Số 4, mặc áo trắng là số 3. Bốn là số một, giai cấp là số ba, số hai. Rồi sẽ quy y Tam Bảo là số số năm. Mình sẽ thấy ở đây là những cư sĩ áo trắng ở 4 giai cấp, hai dù sẽ quy y Tam Bảo. Tiratanang cái chữ Tam Bảo này vì nó ghép theo cái dạng này đó, là mặc dù là chữ Tam Bảo ở đây là Phật Pháp Tăng, nhưng mà dạng danh từ mà nó ghép với số đếm như thế này thì nó chỉ được chia ở cung kính số ít, là theo cái cấu trúc ghép hợp từ trong Bali này. Nếu mình học thì có phải quyển 4 mình mới có thể học được phần này. Rồi đó là câu số 2. Như câu số 3 đi, qua câu số 3. Tứ thanh đế là khổ thanh đế, khổ tập thanh đế, khổ diệt thanh đế, khổ diệt hành lộ thanh đế. Câu này dễ mình dịch mỗi luôn một lần ha. Tứ thanh đế chất ta ri ariya sacca ni đúc hàng ariya sacca. Đúc hàng ariya sacca. Đúc ha sa mục đa yo ariya sacca. Ở đây mình sẽ thấy một cái sự khác biệt ở trong trường hợp này. Ví dụ như là đúc hàng ariya sacca, cả hai trường hợp, ở trong trường hợp này nó đều sử dụng ở dạng danh từ, nhưng mà chữ đúc khá là danh từ trung tính, chữ ariya sacca là cũng là danh từ trung tính. Ở trong trường hợp này chữ ariya sacca nó đóng vai trò là danh từ chính, nên cái chữ đúc khá là nó đóng vai trò giống như là tính từ. Thì mình thấy là đúc khăn ariya sacca thì nó là hợp lý. Nhưng ở cái đế thứ hai và đế thứ ba và đế thứ tư đó, thì nó khác nhau hẳn.
ví dụ như là cái đế thứ hai đó là lại là lúc khắc sắm mục đầy vô Ariyasaka. Thì ở trong trường hợp này chúng ta thấy là có bản đó là viết là đúc Khasamudayan Ariyasayan, tức là người ta viết theo cách là chữ, cái chữ đúc Khasamudaya nó là tính từ của chữ Ariyasayan. Mà trong trường hợp này cái chữ đúc Khasamudaya nó là danh từ nam tính, cho nên nó phải là đúc Khasamudayo. Dạ. Có những trường hợp là danh từ khi mà đóng vai trò là tính từ nó không đổi tính, tức là nó chỉ đồng cách đồng số thôi chứ nó không có đồng tính, nó không có đồng tính. Nó giống như là trường hợp các số đếm, các số đếm thì nó chỉ đồng cách, nó không có đồng tính đồng số. Dạ, thì tương tự ở trong danh từ, một số danh từ khi mà đóng vai trò là tính từ nhưng mà nó vẫn giữ nguyên cái tính của nó. Dạ, cho nên nó mới có trường hợp đó là đúc khasamudayo ariyasayan. Dạ, có bản thì viết là đúc khasamudayan ariyasayan, rồi tương tự với đúc khaniro thang ariyasayan. Cái chữ đúc khaniro thác nó cũng là danh từ nam tính, nhưng mà đến khi là đúc khaniro thanga mini patipada thì lại giữ nguyên. Cái này cho nó thấy là có mâu thuẫn. Tại sao là ở đúc khasamudayo á làm biết sửa lại là đúc khasamudayan, đúc khaniro thô được sửa lại thành đúc khaniro thang, vì sao mình không sửa là cái chữ patipada thành là patipada cho nó giống nhau hết, cho nó tung tính giống nhau hết. Dạ. Nên điều này cho mình thấy là, cho mình thấy rõ hơn đó là các danh từ khi mà đóng vai trò là tính từ á thì nó vẫn giữ nguyên cái tính của nó. Dạ. Và khi mà chúng ta học ở trong kinh tạng á, những trường hợp này chúng ta gặp rất là nhiều. Ví dụ như là ở trong tăng, ở trong tiểu bộ trước mà mình học có cái bài kinh nói về ba loại căn bản của bất thiện, ba loại căn bản của bất thiện đó là thuộc nó bất thiện đó là tham, sân và si. Thì ở trong trường hợp đó cho chúng ta thấy là cái chữ tham sân si á, chữ tham sân si thì nó là lu khô, lu so mu khô, nó đều được sử dụng ở dạng nam tính, trong khi đó cái chữ là akusalani, akusala mula, akusala mula là danh từ trung tính. Và ở trong câu đó thì danh từ trung tính tức là chữ akusala mula nó là chủ từ, chữ lô phá đô sa mô há nó đóng vai trò giống như là tính từ và nó vẫn giữ nguyên cái tính của nó. Dạ, cái tính của nó. Cho nên sửa mình không hiểu, tức là khi người ta biết thì nó cũng có cái bản kinh, các bản kinh mà có sai sót với nhau đó là chính là do có, chắc chắn là có người chỉnh sửa. Dạ. Và nhiều khi cái chỉnh sửa đó là theo khuynh hướng của một nhóm, tức là nhóm này đồng ý, nhóm kia không đồng ý, cho nên mới dẫn đến cái sai sót đó, sai sót đó về mặt văn phạm. Câu số 4, chúng sanh thoát khỏi sự đau khổ do thực hành theo pháp của Sa môn Bồ Tát Mát là bậc đại phước. Chúng sanh thoát khỏi sự đau khổ do thực hành theo pháp của Sa môn Bồ Tát Mát là bậc đại phước. Yam chia ra đi, chúng sanh
là 1, thoát khỏi là 2, sự đau khổ là 3. Do thực hành cái đó, mình cho nó 1 đi, tại cái đó nó dặn giới từ để nó tiếp với một danh từ của nó. Do thực hành theo pháp, thực hành theo, cái thực hành theo luôn đi cho nó dính cái thực hành theo. Ông cái chữ thực hành theo đó là một pháp của Sa môn Gotama, rồi là bậc đại phước. Vậy thì có mấy phần? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 phần. Vì chúng sanh là số 1, chúng sanh là số 1, thoát khỏi là động từ là số 7, sự đau khổ là số 6, muốn chết tiết thoát khỏi sự đau khổ, sự đau khổ là số 6. Do nhà thực hành theo thì mình là bất tiết bất tinh đi xa giá, là phần đó là số 5. Thoát là cái chữ thăm măng này nó không còn nữa. Tại có một cái chữ pati pati này á, cái chữ pati pati này thì nó là danh là dạng danh động từ, nhưng mà chỉ có điều là nó có đứng đầu nó lại có tiếp vị ngữ, cho nên nó hơi khó là trong trường hợp này, là hoặc là mình sử dụng cách thứ hai hoặc là sử dụng cách thứ tư. Cái này để mình một thứ để chúng ta lại thêm để xem những trường hợp như vậy thì nó sẽ được ưu tiên sử dụng ở cách thứ hai hoặc là cách thứ tư. Dừng cứ tạm mà sử dụng cách thứ hai hoặc là cách thứ tư thì cũng được. Giờ cứ làm tạm lấy như vậy đi, rồi để sau này mình xem thêm nữa những trường hợp mà nó có tiếp đồ ngữ. Tại ta nhớ là lúc mình học về sử dụng tam cấp á, thì một số động từ có tiếp đồ ngữ trước nó được sử dụng ở cách thứ hai. Lúc mình học về phần đối cách á, là một số động từ có tiếng động ngữ một số thôi, trước nó thì là cách thứ hai. Cho nên bây giờ khi mà cái động từ đó, bây giờ cái ngữ căn đó khi mà nó được sử dụng ở dạng danh động từ, cái danh động từ thì không biết là nó có thay đổi cái quy tắc đó hay không, này rất là khó chứ không phải dễ. Dạ, tôi cứ tạm sử dụng cách thứ hai đó. Còn nếu mà mình thấy người ta sử dụng cách thứ tư thì thôi, chúng ta cứ tạm chấp nhận để đó, rồi mình sẽ tìm hiểu thêm. Gotama Samanasat của Samu Gotama. À, của Samu Gotama. Ở trên cái tiếng Việt đó Sơn. Cái gì? Cái câu gốc tiếng Việt đó Sơn là chữ Gotama. Dạ đúng. Tâm mắt. Sửa lại câu đó tí đi, vô tâm mắt, vô mắt lại. Câu số 5. Các cư sĩ đã xuất gia và thực hành theo lời dạy của ngài để tìm cầu đạo lộ giải thoát. Các cư sĩ là 1, đã xuất gia là 2, và thực hành theo là 3, lời dạy là 4, của ngài là 5, để tìm cầu là 6, đạo lộ giải thoát là 7.
Rồi các cư sĩ cho số 1. Sĩ đại thuộc gia và thực hành theo lời dạy của ngài Pháp Thích Chí Pháp Quang. Đây chữ chữ Pháp Thích Chí Toa ở trong trường hợp này á, câu này thì mình sử dụng cũng được, lý do làm hiểu nó là cái hành động này nó diễn tả theo thứ tự, mà nếu mà cái bài này mà nó thuộc về quá khứ phân tử, ví dụ mình đang học về quá khứ phân tử thì mình sử dụng quá khứ phân tử thì nó sẽ hay hơn. Tức là cái hành động xuất gia đó là nó riêng biệt, tức là xuất gia đã hoàn toàn xong. À, rồi người này mới cố gắng là thực hành theo lời dạy của Đức Phật để tìm cái đạo lộ giải thoát. Còn mình biết bất cứ quá khứ phân từ thì mình hiểu cái hành động đó là nó xảy ra theo thứ tự. Và thì sai thì nó không có sai. Mà nếu mà bài học nên quá khứ phân từ thì trong trường hợp như vậy mình sử dụng quá khứ phân từ nó sẽ hay hơn. À, nếu mà chung chung như vậy thì thôi mình cứ sử dụng bất biến quá khứ phân từ cũng được. Theo lời dạy của ngài Pháp Thích Chí Toa, anh muốn quá tình suốt, quá chênh năng, tạc sát, chữ quá chức năng xài không hay lắm, tại cái chữ quá chức năng nó không có ám chỉ cái lời dạy lắm. Quá chức năng nó chỉ là lời nói thông thường, so với cái chữ xa sanh năng thì nó thuyết phục hơn. Tại cái chữ xa sanh năng thì từ xa sanh năng phúc tác xa sanh năng ví dụ là đạo Phật xa sanh năng thầy thì đó hay hơn là dạy của ngài để tìm câu đạo lộ giải thoát. Vì muốn tìm mặt găng có đi về xin cùng rồi được rồi. Rồi vậy làm xong năm câu bài tập phải không? Nếu mà các tử mình thấy thiếu từ vựng chỗ nào đó, mình thêm vô cái từ vựng để học tiếp. Tuy nhiên khi cho từ vựng nhiều quá rồi chúng ta sửa bài đi để học bài mới. Khánh ơi, cái dùm trong chiều số câu số 1, số 2. Rồi. Chờ tí. Khánh kéo từng câu xuống đi rồi chân chụp lát chân gửi cho nhóm cho Khánh. Thôi dừng lại Khánh. Rồi xong rồi đó Khánh. Cho cô coi lại câu số 2 đi con.
xong chưa? Dạ rồi sư. Một lát có gì con sẽ chụp gửi màn hình bài sửa này vô nhóm lớp học cho các cô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học bài số 10 ha. Bài số 11. Bài số 11 đó là đại mộng thứ tư. Đại mộng thứ tư này Bồ Tát thấy bốn loài chim với bốn màu sắc khác nhau từ bốn phương bay đến rơi xuống chân ngài và biến đổi thành màu trắng. Thì sau phần đoạn lịch sử mình có phần văn phạm đó là số thứ tự. Trước học số đếm, hôm nay học số thứ tự. Rồi danh từ nữ tính, quỷ ngữ U như là chữ U. Đây là phần đoạn lịch sử. Bồ Tát thấy bốn loài chim có màu sắc khác nhau từ bốn phương bay đến, đã rơi xuống đất ở chung quanh chân mình và trở thành màu trắng tốt. Điềm báo thứ tư này cho Bồ Tát biết rằng nhân loại gồm bốn giai cấp là sắc đế lì, bà la môn, vệ xá và thủ đà. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, trong pháp và luật do ngài tuyên thuyết, các vị ấy sẽ chứng được quả vô thường giải thoát. Còn trả lời câu hỏi, phần từ vựng gì chúng ta học phần từ vựng trước, rồi học một vài số đếm, một vài số thứ tự. Bài này thì so với quyển sách 2 mà chúng ta in trước đây là sư đã chỉnh sửa nhiều, cho nên chịu khó mình học trên, nếu ai đó chưa tải bài về chịu khó mình đọc trên đây. Theo dõi bài lên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc qua phần ngữ vựng trước, giờ sẽ đọc trước cho lớp nghe tập đọc theo. Chắc út thác, chắc út thác, sắc cuốn nát, sắc cuốn nát, na na quanh nát, na na quanh nát, đi xa, đi xa, đi ba ta tí, phù, phù, xăm bách cho tí, tham phái chất tí, sapa sê ta, khatiya quần ná, khatiya quần ná, pramana quần ná, pramana quần ná, tê sa, vê sa quần ná, sutta quần ná, anuttara, ghi mu tình, sai chi, karo tí, anuttarang vi mu tình sai chi karo ti, anuttarang vi mu tình sai chi karo ti, cha cũng khác, sắc cũng ná, na na quan ná, đi xa, đi pa ta ti, phù, sam pa cha ti, sa pa se ta, khatiya quan ná, pramana quan ná, vesa quan ná, sutta quan ná, anuttara vimuttiṃ sacchi karoti. Rồi mời lớp giơ tay lên đọc bài. Anh Khánh mời lớp đọc bài giúp xin. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cốt ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc phần ngữ vựng. Chá Tút Thá thứ tư, Sakuna chim, Nana Wanna có màu sắc khác nhau, đi xa phương hướng, Nibatati rơi xuống phù đất, Sampachati trở thành thành tựu, Sapaseta trắng toát, Khatiya Wanna giai cấp sắc đế lị,
Brahmana Vanna giai cấp Bà La Môn, Quốc xá Vanna giai cấp Vệ Đá Vệ Đà, Vệ xá Sú Đá Vanna giai cấp Thủ Đà, Anuttarang Vimuttin Sắc Chi Cá Rô Tí chứng quả vô thượng giải thoát. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hạ Nguyễn ạ. Dạ, bà sư con xin đọc phần ngữ vận ạ. Chattutthá là thứ tư, Sakuna là chim, Nanawana là có màu sắc khác nhau, Disa là phương hướng, Nipatati là rơi xuống, Phu là đất, Sampachatti là trở thành thành tựu, Sabbaseta là trắng toát, Khatiyawana là giai cấp sắc đế lỵ, Brahmana Vanna giai cấp Bà La Môn, Vesa Vanna giai cấp Vệ Xá, Sudda Vanna giai cấp Thụ Đà, Anuttarang Vimuttin Sắc Chí Cá Rô Tí chứng quả vô thượng giải thoát ạ. Cho con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Chattutthá thứ tư, Xá Cú Ná chim, Nana Quan Ná có màu sắc khác nhau, Đí Xa phương hướng, Nipatati rơi xuống, Phu đất, Sampachatti trở thành thành tựu, Sabbaseta trắng toát, Khatiyá Quan Ná giai cấp sát đế lỵ, Brahmana Quan Ná giai cấp Bà La Môn, Vesa Quan Ná giai cấp Vệ Xá, Sút Đá Quan Ná giai cấp Thủ Đà, Anuttarang Vimuttin Sắc Chí Cá Rô Tí chứng quả vô thượng giải thoát. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời cô Diệu Bảo ạ. Bạch sư con xin đọc ngữ vựng ạ. Chattutthá thứ tư, Sakuna là chim, Nana Quan Ná là có màu sắc khác nhau, Đí Xa phương hướng, Nipatati rơi xuống, Phu đất, Sambacchati trở thành thành tựu, Sapaseta trắng toát, Khatiyá Quan Ná giai cấp sát đế lỵ, Ramana Quan Ná giai cấp Bà La Môn, Vesa Quan Ná giai cấp Vệ Xá, Sudda Quan Ná giai cấp Thủ Đà, Anuttarang Vimuttin Sắc Chí Cá Rô Tí chứng quả vô thượng giải thoát. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư xin đọc ngữ vựng. Chattutthá thứ tư, Sakuna chim, Nana Vanna có màu sắc khác nhau, Tí Xa phương hướng, Ní Ba Tên Ta Tí rơi xuống, Phù đất, Sám Bách Cha Tí trở thành thành tựu, Sắp Bá Xê Tá trắng toát, Khách Tí Giá Quanh Ná gia cấp xác đế lị, Râm Má Ná Quanh Ná gia cấp Bà Nam Môn, Vết Xá Quanh Ná giai cấp Xá Vệ, Sút Đá Quanh Ná giai cấp Thủ Đà, Anuttarang Vimuttin Sắc Chí Cá Rô Tí chứng quả vô thượng giải thoát. Dạ thưa sư xin hết. Xin mời Phật tử Ngọc Trân. Thưa sư con xin đọc ngữ vận. Chattutthá thứ tư, Sakuna chim, Nana Vanna có màu sắc khác nhau, Đi Xa phương hướng, Ní Pá Tá Tí rơi xuống, Phù đất, Sam Bát Chá Tí trở thành thành tựu, Sáp Bá Xê Tá trắng toát, Khách Tí Giá Hoàn Ná giai cấp sát đế lị, Ramana Hoàn Ná giai cấp Bà La Môn, Vê Sá Hoàn Ná giai cấp vệ xá, Sút Đá Hoàn Ná giai cấp Thủ Đà, Anuttarang Vimuttin Sắc Chí Cá Rô Tí
chứng quả vô thượng giải thoát. Dạ thưa sư, sư nói. Dạ, xin mời Phật tử An Trầu. Dạ thưa sư, con xin đọc từ vựng. Chatuttha là thứ tư. Sakuna chim. Nana vanna có màu sắc khác nhau. Disa phương hướng. Nipatati rơi xuống. Bu là đất. Sambacchati trở thành thành tựu. Sapaseta trắng toát. Katiya vanna giai cấp sắc đế lỵ. Ramana vanna giai cấp bà la môn. Vesa vanna giai cấp dễ xá. Buddha vanna giai cấp thủ đà. Anuttarang vimuttin sacchi karoti chứng quả vô thượng giải thoát. Dạ thưa sư, con cảm ơn. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc ngữ vựng. Chatuttha thứ tư. Sakuna chim. Nana vanna có màu sắc khác nhau. Disa phương hướng. Nipatati rơi xuống. Thu bù bù đất. Sambacchati trở thành thành tựu. Đọc nhỏ quá không nghe. Dạ dạ. Sapaseta trắng toát. Katiya vanna giai cấp sát đế lỵ. Brahmana vanna giai cấp bà la môn. Vesa vanna giai cấp vệ xá. Suddha vanna giai cấp thủ đà. Anuttarang vimuttin sacchikaroti chứng quả vô thượng giải thoát. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phước Duyên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài. Các thức tháo thứ tư. Sakuna chim. Nana quanh nắng có màu sắc khác nhau. Disa phương hướng. Nipatati rơi xuống. Bu đất. Sambacchati trở thành thành tựu. Sapaseta trắng toát. Khatiya quanh nắng giai cấp sắc đối lị. Brahmana quanh nắng giai cấp bà la môn. Vosa quanh nắng giai cấp vệ xá. Sutta quanh nắng giai cấp thủ đà. Anuttara Nguyutti Sachi Saroti chứng quả vô thượng giải thoát. Dạ con đọc xong. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin đọc ngữ vựng. Chatuttha là thứ tư. Sakuna là chim. Naravana là có màu sắc khác nhau. Sa là phương hướng. Nipatati là rơi xuống. Phu là đất. Sambacchati là trở thành thành tựu. Sapaseta là trắng toát. Khantiya vanna là giai cấp sắc đế lỵ. Brahmana vanna là giai cấp bà la môn. Vesa vanna là giai cấp vệ xá. Suddha vanna là giai cấp thủ đà. Anuttarang vimuttin sacchikaroti là chứng quả vô thượng giải thoát. Dạ bạch sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin một bài ạ. Chatuttha thứ tư. Sakuna chim. Nana vanna có màu sắc khác nhau. Disa phương hướng. Nipatati rơi xuống. Khu đất. Sambacchati trở thành thành tựu. Sapaseta chánh toát. Khatiya và vanna giai cấp sát đế lỵ. Ramana vanna giai cấp đà la môn. Vixa vanna giai cấp vệ xá. Đà vanna giai cấp thủ đà. Anuttarang vimuttin sắc
chí cà rô tí chứng quả vô thượng giải thoát. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. À, thưa sư con xin đọc ngữ vựng. Chát út chát út thá xá cú ná na na hoàn ná đi xá. Con xin đọc là chát tút thá là thứ tư, xá cú ná là chim, na na quan ná có màu sắc khác nhau, đi xa là phương hướng, ní bá tá tí là rơi xuống, phu là đất, xăm bá xăm bách chá tí là trở thành thành tựu, sắp bá xê tá là trắng toát, khát tí ra khát tí giá quan ná là giai cấp sát đế lị, dầm má ná quan ná giai cấp bà la môn, quyết xá quan ná giai cấp quyết xá quan ná giai cấp vệ xá, xuất đá quan ná giai cấp thủ đà, át nút ta rằng quý mút tình sắc chi trí cá rô tí chứng quả vô thượng giải thoát. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi. Ai chúng ta phần học phần tiếp theo ha. Bây giờ số thứ tự. Bát tha má. Dạ, đây là số thứ tự, một số thứ tự từ thứ nhất tới 1000. À, giờ mình tập đọc trước rồi mình sẽ học cái cách hình thành sao. Bát tha má. Bát tha má. Đu tí giá. Đu tí giá. Tát tí giá. Tát tí giá. Chát tút thá. Chát tút thá. Bành giá má. Bành giá má. Chát thá. Chát thá. Tát tá má. Tát tá má. Âm thá má. Âm thá má. Ná quá má. Đá xa má. Ê cà đá xa má. Đòa đá xa má. Quỳ sa tí má, tình sa tí má, chất tà lì sa má, bành nhà sa má, sát thi má, sát tá tí má, a xì tí má, na mũ tí má, sa tam má, sa há sa má. Đây là ngỡ ha. Bát tham má, đu tí giá, tá tí giá, chát út thá, bành giá má, chát thá, sát tá má, áp thá má, ná quá má, đá sá má, ê cá đá sá má, hòa đá sá má, vì sá tí má, tình sá tí má, chát tà lì sá má, bành nhà sá má, sát thi má, sát tá tí má, a tì tì má, nó vũ tì má, sát tâm má, sa há sâm má. Rồi mời lớp giơ tay lên để mình đọc phần. Thưa sư, cái thứ 50 là panna sá má mà hả sư? Panna sá má mà hả sư? Thứ 50 hả sư? Dạ. Cái thứ 50 là panna sá má mà phải không sư? Sư đọc giùm con lại số 5, thứ 50. Panna sa má. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, yeah, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn.
Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Bát phá má là thứ nhất. Đủ tí giá thứ hai. Tá tí giá thứ ba. Chát tút thá thứ tư. Bành chá má thứ năm. Chát thá thứ sáu. Sát tá má thứ bảy. Át thá má thứ tám. Ná quá má thứ chín. Đá xá má thứ mười. Ê cá đá xá má thứ mười một. Đoà đá xá má thứ 12, quy sát tí má thứ 20, tinh sát tí má thứ 30, chắc tà ly xá má thứ 40, bàn nhà, bàn nà xá má thứ 50, sát tí má thứ 60, sát tắt tí má thứ 70, ác xì tí má thứ 80, ná vú tí má thứ 90, sát tá má thứ 100, xá há sát má thứ 1000. Dạ con xin hết rồi. Dạ xin mời Phật tử phụng ạ. Phật phụng. Dạ. Con xin kính lãnh lễ sư ạ. À, con xin được đọc số thứ tự ạ. Bát tha má thứ nhất, đu tí giá thứ hai, tá tí giá thứ ba, chất tút khá thứ tư, bèn chá má thứ năm, chất thá thứ sáu, sát tá má thứ bảy, át tha má thứ tám, na quá má thứ chín, đá sa má thứ mười, ê cá đá sa má thứ mười một, đòa đá sa má thứ mười hai, vì sát tí má thứ hai mươi, tình sát tí má thứ ba mươi, chát tà lì sa má thứ bốn mươi, bàn nà sa má thứ năm mươi, sát tí má thứ sáu mươi, sát tá tí má thứ bảy mươi, a xì tí má thứ 80, na u tí má thứ 90, sa tá má thứ 100, sa há sa má thứ 1000. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. À, con xin xuống mít ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc số thứ tự. Bát tha má thứ nhất, đu tí giá thứ hai, tá tí giá thứ ba, chát tút thá thứ tư, pan chá má thứ năm, chát thá thứ sáu, sát tá má thứ bảy, ác thá má thứ tám, ná quá má thứ chín, đá sa má thứ mười, ê cá đá sa má thứ mười một, đoa đá sa má thứ mười hai, tê rá sa má của không, quy sát tí má thứ 20, tiền xá tí má thứ 30, chắc ta ly xá má thứ 40, tành nà xá má thứ 50, sát tí má thứ 60, sát tá tí má thứ 70, á xì tí má thứ 80, ná vú tí má thứ 90, sát tá má thứ 100, xá xá má thứ 1000. Thưa sư, xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc số thứ tự. Bá tha má thứ nhất, điếu tí giá thứ hai, tá tí giá thứ ba, chát tút thá thứ tư, hành chá má thứ năm, chát thá thứ sáu, sát tá má thứ bảy, át tha má thứ tám, ná vá má thứ chín, đá sa má thứ mười, ê cá đá Eka Dasama thứ 11, Đoa Dasana thứ 12, Visatima thứ 20, Tinsatima thứ 30, Chattali Sama thứ 40, Panya Sama thứ 50, Satima thứ 60, Satatima thứ 70, Asitima thứ 80, Na Vú Tí Má thứ 90, Sa Tá Má thứ 100, Sa Há Sa Má thứ 1000. Dạ thưa sư, con xin cảm ơn. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc số thứ tự ạ. Bát Tha Má thứ nhất, Đú Tí Giá thứ hai, Tá Tí Giá thứ ba, Chá Tút Thá thứ tư, Bành Chá Má thứ năm, Chát thá thứ sáu, sát tá má thứ bảy, át thá má thứ tám,
Ná quá má thứ 9, đá sa má thứ 10, ê cá đá sa má thứ 11, đoa đá sa má thứ 12, quy sa tí má thứ 20, tình sa tí má thứ 30, chát tà lì sa má thứ 40, ba nạ sa má thứ 50, sát thí má thứ 60, sát tá tí má thứ 70, á xì tí má thứ 80, ná vút tí má thứ 90, sát tá má thứ 100, sá há sa na má thứ 1000. Con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc số thứ tự trong tiếng Pali ạ. À. Bathama là thứ nhất, Duttiya là thứ hai, Tatiya là thứ ba, Chatuttha là thứ tư, Panchama là thứ năm, Chattha là thứ sáu, Sattama là thứ bảy, Athama là thứ tám, Nawama là thứ chín, Dasama là thứ mười, Eka Dasawa, Eka Dasama là thứ 11, Đoa Dasama thứ 12, Vi Satima là thứ 20, Tình Satima là thứ 30, Chattali Sama là thứ 40, Panya Sama là thứ 50, Satima là thứ 60, Satatima là thứ 70, Asitima là thứ 80, Navutima là thứ 90, Sattama là thứ 100, Saha Sama là thứ 1000. Và bạch sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin đọc số thứ tự ạ. Pathama thứ nhất, Tút Tí Giá thứ hai, Tát Tí Giá thứ ba, Chát Tút Thá thứ tư, Pan Chá Má thứ năm, Chát Thá thứ sáu, Sát Tá Má thứ bảy, Át Thá Má thứ tám, Na Quá Má thứ chín, Đá Xá Má thứ mười, Ê Cá Đá Xá Má thứ 11, Đoa Đá Xá Má thứ 12, Vi Xá Tí Má thứ 20, Tinh Xá Tí Má thứ 30, Chát Ta Ly Xá Má thứ 40, Panna Xá Má thứ 50, Sát Thí Má thứ 60, Sát Tá Tí Má thứ 70, Á Si Tí Má thứ 80, Ná Vút Tí Má thứ 90, Sát Tá Má thứ 100, Xá Há Xá Má thứ 1000. Bạch sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phước Duyên ạ. Bạch sư, con xin đọc bài. Bát Tha Má thứ nhất, Tú Thi Giá thứ hai, Tát Thi Giá thứ ba, Chát Thức Thá thứ tư, Bàn Chá Má thứ năm, Chát Thá thứ sáu, Sát Tá Má thứ bảy, Á Thá Má thứ tám, Ná Quá Má thứ chín, Đá Xá Má thứ 10, Ê Cá Đá Xá Má thứ 11, Đoa Đá Xá Má thứ 12, Quỳ Sát Thi Má thứ 20, Tiền Sát Thi Má thứ 30, Sát Tà Lì Xá Má thứ 40, Bàn Nà Xá Má thứ 50, Sát Thi Má thứ 60, Sát Tá Thi Má thứ 70, Á Xì Tí Má thứ 80, Ná Vú Tí Má thứ 90, Sát Tá Má thứ 100, Sát Há Xá Má thứ 1000. Dạ, con xin đọc xong. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc số thứ tự ạ. Bát Tha Má thứ nhất, Đu Tí Giá thứ hai, Tá Tí Giá thứ ba, Chát Thúc Thá thứ tư, Văn Chả Má thứ 5, Chất Thá thứ 6, Tát Tà Má thứ 7, Ép Thà Má thứ 8, Na Quá Má thứ 9, Đá Sa Má thứ 10, Ê Ca Đá Sa Má thứ 11, Đoa Đá Sa Má thứ 12, Vi Sa Tí Má thứ 20, Tinh Sa Tí Má thứ 30, Chất Tân Ly Sa Má thứ 40, Văn Ná Sa Má thứ 50, Sắc Thí Má thứ 60, Sắc Tá Thí Má thứ 70, Á Xì Thí Má thứ 80, Ná Vú Thí Má thứ 90, Sa Tăng Má thứ 100, Sa Hát Sa Má thứ 1000. Và thứ sư, con đọc xong rồi ạ.
Xin mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ thưa sư, con xin đọc số thứ tự. Bát tha má thứ nhất, đu ti giá thứ hai, ta ti giá thứ ba, cha tu thá thứ tư, bàn cha má thứ năm, cha thá thứ sáu, sa tá má thứ bảy, á thá má thứ tám, na qua má thứ chín, đa sa má thứ mười, e ca đa sa má thứ mười một, đoa đa sa má thứ mười hai, quy sa tí má thứ mười thứ hai mươi, tiền sa tí má thứ ba mươi, cha tài li sa má thứ 40, Bana sa má thứ 50, Sati má thứ 60, Satati má thứ 70, Asiti má thứ 80, Nauti má thứ 90, Sata má thứ 100, Sahasa má thứ 1000. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc số thứ tự. Thathamá thứ nhất, Dutiyá thứ hai, Tatiyá thứ ba, Chatuthá thứ tư, Panchamá thứ năm, Chathá thứ sáu, Sattamá thứ bảy, Athamá thứ tám, Náquamá thứ chín, Dasamá thứ mười, Ekadasamá thứ mười một, Đoà Đa Sa Má thứ 12, Quỳ Sa Tí Má thứ 20, Tìm Sa Tí Má thứ 30, Chát Tà Lì Sa Má thứ 40, Phàn Nà Sa Má thứ 50, Sa Thí Má thứ 60, Sát Tá Tí Má thứ 70, A Sì Tí Má thứ 80, Ná Vút Tí Má thứ 90, Sát Tá Má thứ 100, Sát Há Sát Má thứ 1000. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc số thứ tự. Ba Tha Má thứ nhất, Đu Ti Giá thứ hai, Ta Ti Giá thứ ba, Giá Tu Thá thứ tư, Bình Cha Má thứ năm, Chách Thá thứ sáu, Sát Tam Má thứ bảy, Atham Má thứ tám, Na Qua Má thứ chín, Đa Sa Má thứ mười, Eka Đa Sa Má thứ 11, Đo Đa Sa Má thứ 12, Tê Rê Sa Má thứ 13, Chút Đa Sa Má thứ 14, Panh Chê Đa Sa Má thứ 15, Quỳ Sa Tí Má thứ 20, Tình Sa Tí Má thứ 30, Chát Tà Lì Sa Má thứ 40, Panh Nà Sa Má thứ 50, Sát Thí Má thứ 60, Sát Tá Thí Má thứ 70, A Sì Thí Má thứ 80, Na Vú Thí Má thứ 90, Sát Tá Má thứ 100, Sa Há Sa Má thứ 1000. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Quang Thanh. Dạ thưa sư, con xin đọc số thứ tự ạ. Bá Thán Má thứ nhất, Đu Tí Giá thứ hai, Tá Tí Giá thứ ba, Chát Tút Thá thứ tư, Bành Chá Má thứ năm, Chát Thá thứ sáu, Sát Tá Má thứ bảy, Át Thá Má thứ tám, Ná Quá Má thứ chín, Đá Xá Má thứ mười, Ê Cá Đá Xá Má thứ 11, Đoà Đá Xá Má thứ 12, Quý Xá Tá Má, Quy Xá Tá Tí Má thứ 20, Tình Xá Tí Má thứ 30, Chát Tà Ly Xá Má thứ 40, Bần Nà Xá Má thứ 50, Sát Thí Má thứ 60, Sát Tá Tí Má thứ 70, A Si Tí Má thứ Á Si Tí Má thứ 80, Ná Quý Tí Má thứ 90, Xá Tá Má thứ 100, Xá Hát Xá Má thứ 1000. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ?
Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Rồi, vậy ta học cách hình thành hả? Giờ ở đây chúng ta sẽ thấy là trong các số thứ tự mà chúng ta đã được đọc ngoài trừ số 1 thì nó hơi khác một tí, các số còn lại là phần lớn nó được hình thành với năm tiếp vị ngữ này, năm tiếp vị ngữ này, đặc biệt là với tiếp vị ngữ mát. Rồi có một số thay đổi nhỏ. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu cách ghép của năm tiếng Việt ngữ. Thứ nhất là tí giá. Tí giá thì chỉ được ghép với hai số đếm, đó là quý và tí. Giữ quý cộng với tí giá. Giữ quý thì người ta đổi nó thành đú. Rồi cộng với tí giá, cho nên mình thấy là quý tí giá. Quý tí giá mà mình học ở, mình đọc ở trong bài cổ, phải có câu trong câu quy y đó, đú ti âm pí lần thứ nhì đó, thì ở đây là đú ti giá, đú ti văn, nó chỉ ở cách thứ hai, nó còn quy pí, đổi chữ m chấm nó thành chữ m, cho nên được là đú ti âm pí, thì gốc của nó là chữ đú ti giá, là thứ hai. À. Tương tự với chữ số 3, với số 3 là chữ tí cộng với tí giá thành tá tí giá, thì ở đây chữ tí nó đổi thành chữ tá cộng với tí giá thành tá tí giá, là thứ 3. Cũng ở trong câu quy y đó có chữ tá tí dầm phí, thì cái chữ gốc của nó là tá tí giá. Cái đó là đối với tiếng Việt ngữ tí giá thì nó xài được hai số, tức là số 2 và số 3. Tiếng Việt ngữ khác, tiếng Việt ngữ khác thì chỉ ghép được với chất tú, tức là số 4. Thì ở đây mình có chữ tú, chất tú cộng với khác, chất tú khác. Thì chữ khác ở đây nó được tăng cường thêm một cái nguyên âm. Xin lỗi, thêm một cái phụ âm, thêm phụ âm tá theo cái cách ghép mà ghép phụ âm theo cái này là nhóm thứ hai, tức là chữ thứ nhất ghép với chữ thứ hai. Để ở đây chúng ta thấy là họ có kém như vậy rồi thì viết như vậy, nhưng mà đến khi viết ghép lại thì thêm chữ, tăng cường một chữ, cho nên mình mới được lấy chất thuốc khác. Rồi tiếp vị ngữ thoát, tức là nhóm 3, thì mình có chữ thoát này chỉ ghép được với chữ chát, tức là số 6. Ví dụ như là mình có chát cộng với thoát, thì mình được là chát thoát. Thì ở đây chữ 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 thoát này đó, nó cũng được tăng cường, được xen vào theo cái cách ghép ghép phụ âm. Tức là phụ âm thứ nhất có thể ghép với mình để ghép với phụ âm thứ hai. Rồi tiếng Việt ngữ má, tiếng Việt ngữ má thì được sử dụng phổ thông nhất, sử dụng nhiều nhất, tức là ghép nó chỉ cần ghép với số thứ tự ngoài các con số đã được kể thì người ta có thể thêm chữ má vào phía sau. Ví dụ như là phanh chá cộng với má, phanh chá má, vì sa tí cộng với má, vì sa tí má, cứ ghép vào như vậy thôi. Đối với tiếp vị ngữ á, á thì được ghép với các con số tận cùng bằng sáng. Tức là nó có cái giới hạn, đó là chỉ có số đếm nào mà nó tận cùng bằng sáng. Thì lúc bây giờ ghép với số thứ tự thì nó mới ghép với nó bằng chữ ác. Ví dụ như là e ca đa xá. Cái e ca đa xá này nếu mà các tử còn nhớ, đó là chữ e ca đa xá.
là số 11. Khi nó ghép vào chữ á thì nó vẫn là EK đá sát. Như vậy thì làm sao mình biết nó là số thứ tự? Thì nó tùy theo cái ngữ cảnh mà đang diễn ra, người ta đang đề cập đến trong trường hợp đó là số đếm hay là số thứ tự, thì ở nhà đó người ta mới biết thôi. Còn nếu mà viết ra thì nó giống nhau y hệt. Rồi tương tự với chữ Panarasat, thì cộng với chữ á thì nó là Panarasat, cũng giống nhau. Ở đây một cái ghi chú thêm, một ghi chú nhỏ, đó là ngoài tiếng Tỳ ngữ được hình thành, được trình bày ở phần trên, khi muốn sử dụng các số thứ tự ở dạng nữ tính thì cần phải ghép thêm hai tiếng Tỳ ngữ là Y và A vào các số thứ tự đã được hình thành ở dạng ác. Tức là nếu mà số số thứ tự nào mà được hình thành ở dạng á, nếu mà muốn sử dụng ở dạng nữ tính thì người ta sẽ thêm hai tiếp vị ngữ, có thể là vị ngữ y hoặc là vị ngữ a. Ví dụ trường hợp vị ngữ y được ghép với ngoài năm tiếp vị ngữ được hình, được trình bày ở phần trên, khi muốn sử dụng các thứ tự, các số thứ tự ở dạng nữ tính thì cần phải ghép thêm hai tiếng Tỳ ngữ Y và A hoặc các số thứ tự đã được hình thành ở dạng ác. Vào các số thứ tự đã được hình thành ở dạng ác lọt. Ở đây tức là các số thứ tự nào mà nó được hình thành mà nó kết thúc bằng ác, thì nếu nó muốn xài ở dạng nữ tính thì nó phải bằng, nó phải thêm tiếng Tỳ ngữ Y và A vào nữa. Thí dụ Y được ghép với 7 số thứ tự để dùng ở dạng nữ tính như là Chattuthi. Thì nãy chữ Chattuthi nãy ở trên á, nó chỉ là gì? Là Chattuthi. Bây giờ nó muốn sử dụng ở dạng nữ tính thì nó phải là chất thuốc thi. Rồi tương tự banh cho má, bây giờ nó phải muốn sử dụng ở dạng nữ tính thì nó phải là banh cho mi. Chách thá, nếu muốn sử dụng ở dạng nữ tính thì nó là phải là chách thi. Sát tâm má, muốn sử dụng ở dạng nữ tính nó là sát tâm mi. Tương tự với át thả mi, nó qua mi, đá sơ mi. Ở đây một số cách này mà mình có học ở trong 8 ngữ cách á, thì mình có chất tốt thi, bành cho mi, chất thi, sắp tắm mi đó. Là mình có cái cách này, tức là nó sử dụng ở dạng nữ tính. Nhưng nó được hình thành từ tiếp vị ngữ, ví dụ chất tốt thi thì nó được hình thành từ tiếp vị ngữ khác. Nhưng mà muốn sử dụng dạng nữ tính nó còn thêm y, bành cho mi thì nó được hình thành từ tiếp vị ngữ mát. Rồi sử dụng ở dạng nữ tính thì nó thêm chữ y. Thêm tiếp vị ngữ A, thêm tiếp vị ngữ A đối với một số từ. Ví dụ như là A được ghép với số thứ tự để dùng ở dạng nữ tính như là Pathama, Putiya, Tatiya, Chattuttha. Thì Pathama này nó từ Patha rồi thăm thêm chữ mát. Bây giờ muốn sử dụng ở A thì là thêm cho nó chữ A vào. Tương tự đối với Putiya, Tatiya và Chattuttha. Yeah, đó là hai tiếp vị ngữ mà nó được thêm vào khi mà cần sử dụng ở dạng nữ tính đối với các số thứ tự khi mà hình thành xong thành phần của nó là bằng ác. Cách sử dụng một số số thứ tự trong tiếng Pali được sử dụng như tính từ, tức là chúng phải đồng tính, đồng ngữ cách và đồng số với danh từ mà chúng đi kèm. Nếu nam tính chúng biến thể như Nara, nữ tính chúng biến thể như Amma hay Devi, tùy theo chi đổi thành A hay Y. Trung tính chúng biến thể như Kula. Vậy để xài được các số thứ tự này á, là chúng ta phải nhớ bốn bảng kia mà trước đây chúng ta học. Một là bảng Nara ở dạng nam tính,
nữ tính thì chúng ta nhớ hai bản, đó là bản Amma với bản Devi. Còn trung tính thì chúng ta nhớ cái bản Kula. Ví dụ ở đây mình cũng nói là hai người con trai. Người con trai thì ở dạng nam tính, cho nên mình mới biết, người ta mới biết đó là Utiyo Puto. Xin lỗi, người con trai thứ hai thì là Utiyo Puto, tại dạng nam tính. Chữ cây nha, cho nên số thứ tự thì chia ở dạng nữ tính, đó là Chaputha cây nha. Trái thứ 10, chữ trái cây á, trái ở đây là trung tính, cho nên số thứ tự ở đây nó được chia ở dạng trung tính giống như là cú lá. Thì mình thấy là đáp xá mang pha lăng. Đó là cách hình thành và cách sử dụng số thứ tự. Thì chúng ta đã kết thúc phần bài học ở đây. Thì sau thì mình học thêm một cái bản chiêm, rồi trả lời câu hỏi, đọc đồng văn. Và nếu mà còn thời gian thì chúng ta sửa luôn bài tập. Rồi giờ mời lớp nghị xin mời cô Nguyên Anh cầm. Dạ, bài học đến đây là kết thúc rồi. Các con xin kính tri ân sư để dành thời gian giảng dạy. Chúng con xin kính chúc sư nhiều sức khỏe và an vui. Bây giờ xin mời cô tu nữ Dị Bảo đọc thời kinh hồi hướng trước chúng tôi tiên. Xin mời cô tu nữ Dị Bảo. Dạ, Nam Mô Bhuthaya, Nam Mô Thammaya, Nam Mô Sankhaya. Con xin thay mặt các học viên ở trong hai lớp học xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha chapumatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu shirang rakantu sasanang. Akasatha chapumatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu shirang rakantu no garu. Akasatha chapumatha devanaga mahitika bồn nhân nô anu mô đàm tu chi răng ra khan tu nhà ta vô. Akasatha chapumatha devanaga mahitika bồn nhân nô anu mô đàm tu chi răng ra khan tu pa ni nô. Akasatha chapumatha devanaga mahitika bồn nhân nô anu mô đàm tu chi răng ra khan tu no sa đa. Y đăng quá tà nô bôn nhăn a sa wa kha ya wa hăng hôn tùa na gà tê ca lê. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ thầy, kinh hồi hướng phước đã xong ạ. Xin mời quý vị nghỉ. Con kính đảnh lễ tri âm sư ạ. Con kính đảnh lễ chào côn tử nữ cùng cả lớp ạ. Con kính tri âm.